tất cả các em. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại, hệ thống lại các đơn vị kiến thức liên quan đến chương 3, chương phi kim và bảng hệ thống tuần hoàn. Thế trong chương phi kim thì chúng ta đã được học về về mặt tổng quát tính chất của các phi kim nói chung, về tính chất vật lý cũng như các tính chất hóa học. Vậy thì phi kim có thể tác dụng được với oxy để sinh ra oxit của phi kim. Có thể tác dụng được với hydro sinh ra các cái hợp chất khí. Tác dụng được với hầu hết các kim loại để có thể sinh ra muối. Đây là ba tính chất cơ bản của phi kim, của hầu hết các cái phi kim khi tác dụng với oxy, hydro là hay với kim loại. Thì cũng lưu ý rằng khi các phản ứng của phi kim thì đều cần có nhiệt độ để có thể xảy ra được. Và trong phần trong chương hạ 3 chúng ta đã nghiên cứu về hai phi kim chính, đó là clo và carbon. Trong đó clo có các cái tính chất chung giống như của các cái tính chất của phi kim, đó là thứ nhất có thể tác dụng được với hydro tạo ra hợp chất khí, ở đây chính là HCl. Với điều kiện của phản ứng là có ánh sáng. Thứ hai đó là clo có thể tác dụng được với hầu hết các cái kim loại và tạo ra muối. Lưu ý rằng các muối ở đây sẽ là muối của kim loại với hóa trị cao nhất. Ví dụ khi cô cho sắt tác dụng với khí clo thì sẽ tạo được sản phẩm là sắt 3 clorua, là FeCl3 chứ không phải là FeCl2. Đây là hai tính chất chung mà clo có được giống với các tính chất của phi kim. Và ngoài ra thì clo còn có thể tác dụng được với nước, sinh ra hỗn hợp hai axit, đó là HCl và HClO. Axit hypochloro là một axit có tính oxy hóa rất là mạnh. Vì vậy, nếu khi chúng ta cho quỷ ẩm vào trong bình đựng khí clo thì hiện tượng quan sát được ban đầu đó là quỷ ẩm sẽ đổi sang màu đỏ do có mặt của nước tác dụng với khí clo sinh ra axit HCl. Nhưng sau đó hiện tượng chúng ta quan sát được ngay sau đó là giấy quỷ sẽ bị mất màu do ngoài sinh ra HCl còn sinh ra HClO, một axit có tính tẩy màu, tẩy trắng. Vì vậy nó sẽ làm cho giấy quỷ tím của chúng ta mất màu. Và tính chất tiếp theo mà clo có được đó là có thể tác dụng được với dung dịch kiềm, ví dụ như là với NaOH, để sinh ra hỗn hợp hai muối đó là NaCl và NaClO cộng với H2O. Viết phương trình phản ứng này cũng rất là dễ nếu chúng ta đã biết được phương trình phản ứng trên. Vì trong bản chất dung dịch kiềm sẽ có mặt của nước, vậy là khi cho clo tác dụng với dung dịch kiềm chính là đầu tiên clo tác dụng với nước sinh ra hai axit, và phản ứng tiếp theo mà chúng ta viết được đó chính là hai axit này tác dụng với kiềm thì sẽ phải sinh ra hai muối và giải phóng ra nước, và cộng dồn lại thì chúng ta sẽ có phương trình giữa clo với NaOH sinh ra hai muối NaCl cộng NaClO cộng H2O, và hỗn hợp sản phẩm tạo thành ở đây được gọi là dung dịch nước ra ven, và chúng ta sẽ dùng nhiều trong việc tẩy trắng quần áo hay là dùng để khử trùng sát khuẩn. Tương tự thì ngoài NaOH thì khí clo còn có thể tác dụng với KOH hoặc CaOH hai lần. Khi cho clo tác dụng với KOH thì sản phẩm sinh ra giống như với NaOH là sẽ sinh ra KCl cộng KClO cộng H2O. Còn với trường hợp của CaOH hai lần canxi hydroxit thì sẽ sinh ra một muối, đó là muối clorua vôi CaOCl2 và cộng với nước.
Ở đây có Clorovoy có một tính chất tương tự với HCLO, đó là có tính oxy hóa mạnh và được dùng làm thuốc sát trùng, sát trùng diệt khuẩn và cũng có tính tẩy trắng giấy, trắng vải. Phi kim thứ hai mà chúng ta đã được học ở trong chương số 3 này đó là phi kim cấp, đó là carbon. Và các cái hợp chất của carbon bao gồm cả hai oxit CO2, CO và muối carbonate cũng như là axit carbonic. Ở đây để có thể củng cố lại các đơn vị kiến thức liên quan đến carbon thì cô và các bạn sẽ cùng đi vào làm bài tập về viết các phương trình phản ứng trong dãy chuyển hóa này. Khi chúng ta viết xong các phương trình phản ứng này cũng sẽ là ôn lại được toàn bộ đơn vị kiến thức rồi. Thế thì ở đây phương trình đầu tiên đó là xuất phát từ carbon chuyển về CO2. Phương trình rất dễ dàng, khi từ một phi kim chuyển về oxit của phi kim hay đây là oxit axit thì mình sẽ cho carbon cộng với oxy. Tương tự với phản ứng số 2, khi carbon chuyển về oxit phi kim tiếp theo của carbon đó là CO, ở đây cũng sẽ cho cộng với oxy. Nhưng mà tùy từng điều kiện mà sản phẩm sinh ra sẽ là khác nhau. Có khi mà cho carbon cộng với oxy dư thì chúng ta sẽ thu ra được khí CO2, nhưng với điều kiện là oxy thiếu thì chúng ta chỉ thu được oxit là CO. Phương trình tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng viết đó là phương trình chuyển hóa từ CO về CO2.